cái gì? Hello Melbourne. Chưa có đủ đã, lớn lên. Hello Melbourne. Song song đó thì cũng đã ta tổ chức cũng đã làm những cái chương trình như là tuyển nam dương, như hồi nãy quý vị thấy Việt Hương và Bài Tâm. Và hôm nay để kế tiếp một chương trình tuyển chọn Melbourne Talent. Để không mất thời giờ, chúng tôi xin mời thí sinh thứ nhất. Mời thí sinh thứ nhất. Tất cả đã bị bao vây. Nghĩ sao già mà không cánh sen nha? Sao? Bóng muộn màng hả? Còn màu sắc cho nó tươi, khán giả người ta nhìn người ta bắt mắt, hiểu không? Bắt mắt cái gì? Ông mặc cái kỳ cục vậy hả? Trời đất ơi! Fashion, new fashion. Fashion cái gì? New collection của LV. LV là sao? Hả? Trời ơi, ông nghĩ sao mà mua quần thun mỏ cho quần vậy? Hả? Cho nó sang. Thun nền, cái dây thun nhiều khi nó chật quá đó, kéo giãn ra để cho nó khỏi cấn cái da bụng nó bị tụ máu bầm. Rồi. Tiện thể lâu nhớ. Đồ này là đồ tôi hiểu hả? Anh nói mới nói hiểu gì? Áo Gucci. À, cái quần Belly Honey. Là sao? Honey House. Là sao? Dễ toàn á. Tổ ông thì nói đại tổ ông đi, rồi thì háo. Trời, ở bên Tây mà nói tiếng Tây chứ. Nhiều chuyện quá. Ở bên Tây nói tiếng Việt. Bên Tây là nói tiếng Action. Tiếng Tây á, lớn tuổi, chạy có dòng mệt mẹ. Đây. Thôi bây giờ có tài năng gì không nè? Tài năng gì? Tài năng là hồi xưa thôi, chứ giờ già hát đâu có nổi. Hát được không? Hồi xưa ca sĩ. Cái gì? Ca sĩ. Là ca sĩ lúc nào? Chưa lúc mà kinh tế Mỹ chưa xuống ca sĩ. Làm ca sĩ thiệt không? Thiệt chứ bộ, phải dẫn chân. Có cha ngồi gì vô trong đi, mấy cha ơi. Người ta thích ngồi coi thì để người ta coi. Nó vô đi, người ngồi sau lưng nhìn tới, kỳ lắm. Không có gì đâu mà kỳ. Thôi đi vô đi, để người ta tự nhiên thoải mái đi. Kỳ là ông hả? Hồi xưa ca sĩ. Ca sĩ, hồi xưa lúc mà kinh tế Mỹ chưa xuống á. À, ca sĩ. Tôi hiểu rồi. Hồi xưa mà cỡ tôi hát là Phi Nhung cây bà không nổi. Phải không? Trời ơi, chưa tới ba hát cái bài gì mà sau này Phi Nhung hát lại nổi tiếng đó. Bài gì đó? Bạn tình ơi, dấu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông ngưng lừa chui, con thiệt bóng đưa xa bờ. Nghe giọng thấy nghi nghi rồi đó. Chứ hả? Hồi xưa có giọng tôi bén lắm. Nghe hả? Hồi xưa cỡ bằng Kiều là cây tôi bà không cố nổi. Giọng cao vậy đó hả? Trái tim bên lề sẽ đâu, quỳ biết em chẳng hề biết đâu. Mình kêu mà nghe nó chắc bỏ bài đó luôn á. Vậy đó, xong rồi sau đó rồi đi thi. Để thấy mình có tài năng mà. À. Có năng khiếu. Đi thi The Way. Cái gì? The Way. The Voice. Thì đúng rồi, The Way á. The Voice. Thì nó đó, The Way á. Nhìn thử kỹ nè. Voice. Kệ mẹ nó đi. Voice thì nước không. Đọc sai để chỉ là đọc luôn. Trời ơi, cho nghe mùi bò ăn phở hả? Cái mùi bò không vậy nha? Cái này thì bố thiệt. Thật lắm. Ủa? The Voice thì... à, làm tóc ở đâu hả? Làm tóc đây nhìn vậy? Tóc nhìn như cái máy hiên ha. Tóc thiệt. Đúng rồi, tóc giả thiệt. Tóc hỏi đi. Tóc giả thiệt chứ phải là tóc giả ni lông. Đó vậy. Không quan tâm đến bộ tóc nữa. Ờ, trả lời. Trả lời gì? Sao? Ông nói là ca sĩ hả? À, tôi đi thi The Voice. The Voice rồi sao? Ông kể cuộc thi đó là sao? Bữa tôi đi thi là đạt giải thương trắng. Trời ơi, đã quá vậy. Ông làm huấn luyện viên mà. À. Ông ngồi quay lưng. Ông ngồi nè, ông ngồi chính giữa sân khấu, ông quay lưng. À, sao? Đó, cứ nào hát hay là bấm nút quay lại. Đúng rồi, đúng rồi, đó, cái gì? Bữa tôi đi thi là ông ngồi vậy. Ừ.
Sao vậy? Ngồi sao mà... Bữa trời nóng, ngồi trong đó. Chứ dạy cho trời này mà ngồi vậy là thấy mẹ rồi. Tiếp rồi là khép đây liền. Sao vậy? Bị sợ đóng băng. Đóng băng ở đâu? Nghe chuột, thôi đừng có hỏi. Có những cái đừng hỏi, đúng 12 giờ đêm nó sẽ xuất hiện. Bà cười cái gì? Bà đừng có cười. Tới ngày tới giờ nó sẽ đi kiếm bà. Một đời bà còn gặp nó nhiều lắm. Nghe. Rồi sao, rồi sao? Rồi sao nó vụ đó sao? Tôi vô tôi thi là ông ngồi đây nè. Tôi mới vô tôi hát. Có chết trên TNC. Hô. Thông khoái. Bấm nút phẹp. Quay lại. Vừa thấy cái mặt tôi phẹp quay vô trong luôn. Ủa sao kia vậy? Má quế không? Rồi sao vậy? Chạy vô tôi hỏi đi. Give me a reason. Tell me why. À, tiếng Anh. Why? Rồi ông trả lời cái gì? Tiếng gì? Hưng quay ra là tại vì Hưng thích cái giọng. Giọng đập đến Hưng vậy đó hả? Giọng ông có cục gì dính đây nè. Cục gì? Hồi trước là Quỳnh Minh Hưng, sau từ khi bị cái bệnh uống thuốc hết là tình đàm. Rồi đặt tên Minh Hưng. Đấy đó, là vậy. Thiệt. Xong cái tụi mình nói à. Tại sao? Tại vì cái giọng Hưng nói là Hưng quay ra là tại vì cái giọng hay quá. Hưng quay ra để Hưng chọn cho đôi của Hưng. Hưng vừa quay ra thì con mũi nó cắn ngay cái đùi Hưng. Đập con mũi. Đập con mũi không, chúng con mũi chúng nó nút phẹt quay vô chân. Má cuộc đời thay đổi gì con mũi luôn. Không có mũi là giờ nổi tiếng giờ. Cái con mũi này nó hại quá. Chứ sao? Bởi tôi nói cuộc đời khi mà đau khổ xảy ra là người ta luôn tốt nên hai chữ là đờ mờ. Bậy. Định mệnh. Ông mới bậy đó, ông mắng xấu ấy. Sao bị? Ai biết nó là cuộc đời đờ mờ. Định mệnh. Định mệnh, ok. Mình lớn rồi. Mình có thể làm bậy, đừng nói bậy. Rồi, đi làm bậy mình giấu, nói bậy người ta nghe. À, vậy là cuộc đời là ca sĩ bị ngưng do đó là đầy con mũi. Đầy con mũi. À, rồi sau đó thì có đi tiếp tục, đi tiếp tục coi con đường đâu? Bỏ hát rồi. À. Bởi vì mình nghĩ là mình không có giọng hát. Hát bằng người ta. Đúng rồi. Nghỉ hát. Bỏ, làm gì? Làm nghề khác nổi tiếng. Nghề gì đó? Người mẫu. Thôi đừng có dở ông nội. Trời ơi, người ta là 1m8, 1m9, ông 1m1 mà đi làm người mẫu. Sao tôi quế bà đẹp quá ta? Bà nào? Áo đỏ đó hả? Bà mặc cái đầm ren 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 nè. Đâu? Trời lạnh Sydney 25 năm trở lại đây là lạnh nhất. 25 năm trở lại đây mới lạnh nhất bà mới mặc vậy đó. Mình vô đây có sử người ta cởi ra cho nó mát. Trái cày quá, trái cày. Cái gì vậy ông nội? Trong chương trình mẫu đi. Bà cầm cái bịch trái cây rồi cha ơi. Phải nói đàng hoàng. Ông là đầu ông đâu đâu xấu bỏ, nghĩ gì đầu lao. Chị đấy. Bà cầm bịch trái cây tươi để gần trái cây không tươi lắm. Đại hát. Trả lời. Trả lời câu hỏi. Trả lời gì? Tại sao ông không làm người mẫu? Người mẫu là cái gì? Phải hiểu được hai chữ người mẫu. Là sao? Người mẫu là cái mẫu người. Bước lên sân khấu, mặc bộ đồ đẹp vô, đi qua đi lại cho khán giả nhìn thích nhưng không mua. À đúng, nghe giải thích coi đi. Tại vì mặt không có vừa. Thấy không? Đó là lý do tại sao tôi xuất hiện là người mẫu. Thì cái size tôi là cái size home, gọi là popular. À, để cho tất cả mọi người cùng mặt. À. Nhìn vậy chứ không phải đơn giản, hãy nhìn kỹ, look at me. Sao? Thấy không? Thấy chưa? Thấy gì? Gần mấy bình đến Sydney. Cái gì xa dữ vậy ông nội? Xa nó mới chà bá lửa. À rồi. Thấy không? Rồi. Người đàn ông đích thịt. Tự nhìn lại mình đi. Sao? Đó. Quay lại, đó. Thôi đừng cố nhiễu ra, cũng không có miếng nào đâu. Nha. Tại vì do cái quần này nó rộng nè. Ừ. Để tôi skinny nó lại cái. Cô chưa thôi. Đây, nhìn hình đi nói chuyện. Lấy hai. Đừng có giỡn với tôi. Hiểu rồi. Nói về người mẫu là mình nói cái gì cũng phải có cái căn cứ. Ừ. Chứ không phải mình nói bâng quơ. Ừ. Mình nói là có sách, nó có chứng. Ừ. Người mẫu là gì? Người mẫu sao? Riêng về cái tướng đi là mình phải có một cái quy ước chung của toàn thế giới. Rồi, tướng đi sao? Là ví dụ mình đi, là mắt mình phải luôn nhìn phía trước.
không có người mẫu nào cắm đầu đi hết trơn. Đi là phải nhìn về phía trước, khi gan mà đi tự tin thoải mái, khác luôn. Đây cứ đi thoải mái, ở dưới cái gì kìa mẹ nó, cứ tự tin, miễn sao hai cái chân chéo qua chéo lại là thành công. Đó, hai cái chân chéo qua chéo lại khi nào cái háng láng là được. Bị lâu ngày mà, ngày này qua tháng nọ cứ vậy 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 đó, ba tháng sau mở ra trời hai bên khô bò không. Trời ơi, đúng không? Đó, thiệt. Trời ơi, hai bên bị nó cạ lâu ngày, nó trầy, nó tính lên mài. Trời, cái đó là có miếng chanh xẹt luôn. Uống với bia, chết người luôn. Hôm ơi, mình có nói tổng tào lao quá. Thiệt mà. Là những có chuyện đó. Người mẫu quan trọng là phải có điểm nhấn. Điểm nhấn sao? Vì mình có điểm nhấn thì người ta mới tập trung vô mình. Ví dụ, mình ra diễn giả mình trình diễn. Khán giả nhìn mình, nhấn. Qua bên đây khán giả nhìn mình, nhấn. Ủa nhấn mà phải vô trong khán giả đang nhìn mình, nhấn. Cái gì dữ vậy? Nhấn. Thấy không? Nhấn. Nhấn là để kia thu hút khán giả. Đó. Đó. Ủa ghét tôi quế bà này quá ta. Bà cười, bà cười bình thường đấy. Trời ơi, bà đứa xe mới ủi ra chi vậy? Bà đừng có bắt chước nha, nha. Mỗi cái điểm nhấn nó phù hợp với một thời gian không gian khác nhau. Tối về chồng nguyên tuần đi làm mệt rồi, weekend để cho nó ngủ. Tối về 12 giờ đêm dậy anh, dậy dậy em quả tét họ, đúng không? Đúng, hợp lý chứ, rất hợp lý. Rồi người mẫu là phải hiểu cách trình diễn. Ở trên thế giới có cái thằng gì trình diễn rất hay. Ừ, ai vậy? Anh gì? Leonardo. Cái gì? Leonardo. Nè, nói cái tên cho đàng hoàng, nói chậm chậm ra coi. Leonardo. Thôi kệ mẹ đi, ba má nó đặt, tôi đâu có đặt. Tên nó phải đặt liền. Leonardo, chứ đừng đặt ngưng. Leonardo. Nó trình diễn cái mặt nó luôn luôn cười. Nó tạo ra niềm vui cho người xem. Ví dụ, này, ví dụ tôi là Leonardo nè. À, đắt. Trình diễn. Còn người mẫu Việt Nam á, nó dĩ không bao giờ nó cười. Ủa sao kỳ vậy? Ừ, làm như ai ăn hết của ông nội ngoại. Thì nó mặt nó lạnh mà nó quạo luôn á. Sao nó quạo sao? Cái mặt đi ra khán giả. Khán giả bỏ tiền lên coi nó mà. À, mà cái mặt nó thức ra cũng vậy. À, mặt nó lạnh, thấy mặt nó lạnh không? À, sao lạnh lùng quá vậy? Thấy tứ tôi lùng không? Hả? Đó, lạnh lùng. Mặt lạnh tứ lùng, lạnh lùng. Không ơi, lạnh lùng cái lạnh lùng. Cái người mẫu Việt Nam nó trình diễn là biết sao không? Sao? Tại tôi nghiên cứu mà. À, tôi nghiên cứu là tại do tự làm cái khuôn mặt như vậy. Khán giả người ta coi, người ta nói hình như cái con này nó mới chia tay bồ nè. Cái thằng này hình nó mới có ghệ nè. Mặc dù nó không có, nhưng mà do cái mặt nó lạnh người ta hiểu lầm. À, nè, bây giờ tôi trình diễn, tôi nói cái tâm trạng ra, khán giả hiểu lầm cho coi nè. Rồi sao? Nên ví dụ người mẫu nha. Do cái mặt, ở dưới khán giả nghĩ liền, tại sao mình giật hùi của má ta? Tại sao ba mình ngoại tình với ba tao? Đó, hay không? Hiểu lầm. Cũng có mặt thôi, mình tưởng tượng tới gì luôn. Chứ sao? Hay à. Trời ơi, cái cuộc đời nó nhiều cái bi kịch lắm. Rồi sao, sao? Đâu có tiếp tục con đường người mẫu tới bây giờ không? Trời trời, đỉnh luôn. Cái thời kỳ mà tôi nổi tiếng mà đỉnh cao phong độ. Ừ. Cô gái xếp hàng. Cô gái xếp hàng? Để mà theo đuổi. Trời đất ơi, thiệt không vậy? Bà cười cái gì? Cỡ bà mà xếp hàng chắc người 49 á. Sao? Bạn gái cũ là người nổi tiếng trong showbiz. Ai vậy? Hồ bà. Mày nó nổ. Hà Hồ á hả? Hà Hồ yêu tôi. Hà Hồ? Ừ. Ông dưới nước Hà Bá chứ Hà Hồ nào? Hà Hồ. Nè, tới nhà đập cửa. Tôi mở cái ra. Ủa gì vậy em? Ừ. Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh không thích nói nhiều. Hãy để cho được tự do. Tình yêu phải là sự ràng buộc, mà tình yêu là cho nó đôi cánh tự do, em hiểu chưa? Hà nói. Quá dữ. Anh ơi, đừng bỏ em. Em không muốn rời xa anh. Em về đi. Em rất đẹp, nhưng anh rất tiếc.
Vỗ cái vậy đó, vỗ cái rồi đóng cửa làm đi ngủ luôn. Con nhỏ đứng khóc nguyên một đêm tới sáng. Trời ơi tội nghiệp quá. Sau đó về hát cái bài đêm dài mà đêm bằng không, sao lòng bằng cố kiếm tìm. Hát gì tôi, hát gì tôi, hát bài đó cho ông. Hát gì tôi nổi tiếng luôn. Trời ơi quá hay. Mới ngày hôm kia nhắn tin. Nhắn tin sao? Biết tôi đi nước ngoài nhắn tin. Ừ. Anh đi giữ sức khỏe. Cảm ơn anh ngày trước đã không lấy em. Ừ. Anh lấy em là chết mẹ em rồi. Dễ thương nhỏ, dễ thương dễ chậm. Chữ xéo mà cũng dễ thương. Dễ thương quá dữ. Nhưng mà không sao, cuộc sống này Thượng Đế luôn cho tất cả người công bằng. À, lấy của mình một thì cho của mình mười. Ủa vậy hả? Cho lấy của mình mười thì cho mình 100. Cho cái gì, cho cái gì, cho cái gì? Một người phụ nữ khác lại đến. Trời ơi, ai nghĩ? Tan Thanh Hà. Bà làm gì bà giật? Bà làm gì bà giật? Trời ơi. Ủa nghe, Tan Thanh Hà. Tại người ta kinh ngạc đấy không? Ta không tưởng tượng được một người mà như ông mà có quá nhiều người đẹp mê. Rồi sao? Hả? Tôi sao mà dạ. Ông thì dạ. Nói chung khó hiểu lắm. Không có diễn tả được. Nó kỳ kỳ. Ông làm gì vậy? Cái lưng quần nó bị chật. Con lo cái kéo cho nó giãn để nó khỏi bị bầm cái bụng. Chứ có gì đâu mà. Kéo được rồi nhìn là có gì mà hết vậy? Cũng đâu có thấy hôm hôm rày lạnh quá mà. Ôi tối nay 12 độ không biết sao đây nè. Đang tính đường là mua cái nhíp đó chứ. Làm gì? Ai nhỏ tóc bạc. À, sao 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 để tôi nghe cái vụ này coi. Tân Hà sao? Tân Hà tôi thích lắm á. Tới nhà đập cửa. Đập cửa luôn. Tôi mở cửa ra. À, ủa em ơi, mình lớn hết rồi. Mình hãy để cái thời gian lo đi gia đình đi. Đừng làm phiền nhau, khổ cả hai. Trời trời ơi. Hà nói. Sao? Em sinh ra là để thù về anh. Má nghe nhức nách không? Bắt đầu nhức thế ra đó. Đó. Rồi sao rồi sao 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 đó. Em về đi. Anh à. Lại em về đi. Em về đi. Nha, xin em. Nếu anh không lấy em đêm nay, à, ta là em chứ. Cứ gì ghê vậy? Má nghe nhức nách đâu. Cái gì dám nổi. Nó tình cảm mà đưa má gì tụi mình. Đã không? Đã thôi. Tụi mình như quê nói chuyện quen rồi. Rồi sao? Tôi đóng cửa tôi bỏ vô cho. Mày đóng cửa nữa. Trời ơi, con nhỏ đứng ứa nước mắt. Tôi nghiệp quá vậy. Sau này về đóng phim bỗng dưng cũng khóc nổi tiếng luôn. Ủa, dạ. Mà có sao nó có nhắn tin gì không? Không, con này được cái không có gì nhắn tin. Đã hả? Gọi điện chửi thẳng. Nói gì? Thì nói đồ ác độc, tôi hận anh thấy tích cả cuộc đời. Tôi ghi vào xương tủy của tôi những lời nói của anh ngày xưa. Ồ, thì đó là cuộc đời của ông là chỉ có người yêu như là Hà Hồ, rồi Tân Thanh Hà. Biết Vũ Hà không? Bạn gái rồi hả? Điên hả nào? Hỏi biết hay không, tôi Vũ Hà là bạn. Lâu ngày không gặp nhớ. Quên. Bà hiểu gì bà cười? Tôi quên. Hai đứa nào chưa mở câu lạc bộ pizza club, hiểu không? Rồi ra phụ khách, rồi thoa lơ thuộc pizza vậy thôi. Sao tình cảm là còn tiếp tục theo đường nghệ thuật không? Thì nói chung cũng khó khăn à. Nhưng mà dù sao mình cũng tự hào mình là cũng giúp nhiều người. Đó. Trời ơi, biết Lam Trường không? Biết. Một tay tôi. Ồ, đã quá. Đan Trường. Biết luôn. Một tay tôi. Trời, quá hay. Mỹ Tâm. Biết luôn. Một tay tôi. Ừ. Đàm Vĩnh Hưng. Biết luôn. Một tay Hoài Linh. Ừ. Cái gì anh nói? Tôi đâu dám dám. Tôi tưởng là một tay là lăng xê. Đâu có, nó chơi mà. Rồi bây giờ sao, bây giờ sao? Thôi bây giờ này, bây giờ đừng hỏi chuyện của tôi nữa, hỏi chuyện của ông đi. Rồi hôm nay sao, tình hình sao? Tình hình gì? Thấy ông thấy giờ này cũng đẹp ra đó nha. Hả? Còn buông không? Buông gì? Có mặt trễ. Nghe nói buông đó lời lắm mà, trời Việt Nam này. Việt Nam ta chuộng con đó lắm. Trời ơi, con đó mà lên trình diễn ra dưới giữa tay. À hò màu, đồng lắc cái đầu cái coi. Lắc hai bà lắc. Đó, thấy chưa? Dễ thương. Hả? Dễ thương. Không có giỡn nha, tập trung vô nè. Tập thi tiếp tục đi. Tại gì? Bây giờ sao? Sao ví dụ mà yêu đương gì cái ngôi sao đó. Giờ không con tiếp tục con nữa thôi không? Sau đó là chìm vào nước mắt. Chìm vào nước mắt những ngày tháng đau khổ bắt đầu xảy ra cuộc đời tôi. Mặc dù không muốn nhưng mà nó đã xảy ra, mình phải chấp nhận. Và để nó xuyên qua mình à, thì mình mới nhận lấy được nỗi đau à. Nỗi đau đi xuyên qua thì mình mới hết khổ cực. Không, cuộc đời này là một cõi tạm bợ. Mình còn một cõi khác xa vời hơn. Mà cõi đó không ai muốn đến. Đúng không? Ủa, ông nói gì tôi không hiểu. Okay, sao? Kệ mẹ đi, tôi hiểu. Tức là sao ý, muốn nói gì? Tức là bây giờ là cuộc đời từ sau đó là nó phi bạc. Ờ,
rồi sau đó tôi mới quyết định là dấn thân vô nước mắt, làm nghề khác, lương một tháng 280 triệu. Cái gì, cái nghề gì mà 280 triệu một tháng? Tiếp viên hàng không. Đừng giỡn nữa ông ơi, tiếp viên đã ít chứ cũng phải 1m70 mấy trở lên, ông có một khúc gì mà làm tiếp viên cái gì? Xin lỗi, tôi thi 5 vòng đậu 4 vòng, chỉ có vòng cuối cùng xui đó. Vòng cuối cùng là vòng gì? Lấy hành lý. Ủa sao lấy hành lý mà còn bị đó? Đứng đâu mà tới. Nhưng mà ông kể chi tiết tôi nghe tôi làm sao vô lý. Cái vòng cuối cùng là tôi vô tôi thi là sát hạch tôi là một ông người Tây, ông cao 2m1. Cái gì dữ vậy? Ông vô ông ngồi ghế Đức Duy Nịnh á. Ông ngồi cái ghế mà hàng thương gia người ta kêu là Đức Duy Nịnh á. Cái gì? Đức Duy Nịnh. Đức Duy Nịnh kìa ông nội. Business. Không phải Đức Duy Nịnh nghe. Ai biết đó. Nói cho đàng hoàng. Đức Duy Nịnh cười. Đức Duy Nịnh. Hả? Cái gì? À dạ, dạ Đức Duy Nịnh đó. À vô ông ngồi. Ông ngồi ghế mà Đức Duy Nịnh á. Ông ngồi. Phải. Thương gia, thương gia. À thương gia. Ông ngồi đây. Thì mình vô mình thi, mình là tiếp viên hàng không, tương lai là mình phải thi liền. Ừ. Mình vô là thấy ông để cái xe trên hàng kế bên. Ừ. Là mình vô mình chờ. Hello sir, I have you ok. I have you ok. Tôi với bạn nhá, nhá. Thầy rất là chữ. Yes, Lee. Làm sao? Yes. Ừ. Móc cái gì đó. Cabin. Cabin nhớ cái gì không biết cái này đó. Cầm cái xe trên hàng, đẩy vô liền. Đẩy vô, nướng tới, rướng, phụng ngay đầu ông luôn. Trời ơi. Oh, I'm so sorry, oh my god. I'm so sorry, I don't believe my eye. Hả? Ông đây rất là chữ. Oh, no problem. Oh, thank you so much. Ok, go out. Má đuổi thẳng luôn. Trời đất ơi, bởi vậy tao nói không có đủ tiêu chuẩn mà đi làm cái đó là chi, không hiểu nữa. Đuổi thẳng một tay, nó không nói năng gì nhiều, go out. Rồi sao rồi bây giờ sao cái tiếp viên không được rồi cô đi làm nghề gì nữa? Thao thao đó là nửa đầu nghỉ hết tất cả mọi thứ về ngồi suy gẫm. Chìm vào bóng đêm để suy gẫm cuộc đời mình là gì? Chỉ là một thứ tro tàn, chỉ là những ngày tháng đau khổ, chỉ là những giọt nước mắt, những giọt nước máu chảy vào tim mình tràn thành những giọt nước mắt. Rồi đây sẽ là gì? Tất cả chỉ là hư vô. Mà cái gì? Kệ mẹ đi. Càng ngày tốt chuyện không tôi càng rối tôi. Nhớ, nhớ. Sau đó là nghỉ hết. Không chơi showbiz. Vì showbiz rất nguy hiểm. Thích thì chơi không sao. Không thích nói xấu. Rồi này kia. Nghỉ showbiz. Không chơi showbiz. Lên rừng chơi với thú. Tại sao chơi với thú? Thú nó không biết nói xấu. Nó thích thì nó chơi. Nó không thích thì nó cắn. Nó cắn thì mình chạy. Dễ gì để mấy con thú nó cắn. Chỉ có một con cắn là tôi quay đầu tôi cắn ngược thôi. Con gì? Con gái. Đúng không? Ở đây ông nào cũng vậy thôi. Vậy là khôn, cũng còn tỉnh lắm. Thì tôi cũng biết ông hay cắn lắm á. Bậy. Bỏ đi. Nhai không hả? Những cục rùi lên, biểu tượng thương hiệu á. Bây giờ cũng nghe tôi rồi. Bây giờ sao? Rồi sau đó là cũng bỏ hết công chuyện rồi, cũng không làm gì rồi cũng... Đi mà thôi, tôi ngồi tôi phân tích cho ông chị cha. Thì nãy giờ ông nói không thì tôi mới hỏi tới chứ sao. Thôi vô trong thi nha. Lát thi sao? Thi cái gì nữa? Thì... Hồi nãy giờ ông thi rồi tôi thấy mấy cái... Thôi, đừng có tào lao. Tôi thi ngoài một vòng rồi. Ba tổ chức nói là ở ngoài là được. Vô trong thi vòng nữa, về. Không, có một vòng thôi à. Bảo một vòng ở đâu vậy? Vòng gì? Một vòng thi tài năng Melbourne. Ủa đây thấy gì? Tài năng. Bà nội cha tôi đi thi bằng lái xe. Cái gì vậy? Tài năng gì? Cái gì bằng lái xe gì ông nội? Tôi bằng xe tôi phải cho này là sân khấu mà. Ai biết gì đâu? Thôi lỡ vô thì tôi thấy nãy giờ anh có duyên lắm. Bây giờ không có là anh có một cái tài năng gì không? Ví dụ hát được không? Còn nhớ ngày xưa hát được không? Trời ơi ngày xưa cỡ tôi hát. Cỡ tôi hát là keo dốt keo bà ông cố nội. Rồi hát đi tôi được tôi cho đậu luôn chứ tôi mệt lắm rồi. Trời ơi. Sao? Hát được không? Được chứ, được. Tránh ra tên là MC giới thiệu với anh. Rồi, giới thiệu đi. Gì vậy? Đừng có ngạc nhiên còn lên tới đây được, bị nó cấn thôi. Rồi, giới thiệu đi. Đừng có kéo nữa mà. À, kéo làm chi chứ? Kéo gì đâu. Bình thường kéo cấn bên đây cũng không sao hết. Lạnh quá. Dạ, thưa quý vị, hôm nay Việt Giang với anh Chí Tài rất là vui mừng về đây để phục vụ quý vị và cũng rất là vui tại vì trời lạnh nhưng mà quý vị cũng vẫn có đi đối với mà lạnh á nãy em rung giò luôn mà mình kia lại chưa có rung chưa bao giờ rung như thế mặc dù có những lần mệt hơn mà chưa bao giờ rung như thế mà lại hiệu bậy nữa.